Giờ mình sẽ tìm hiểu về Thái Y Viện nha mọi người ha. Thái Y Viện của Thuật Hóa Phú Xuân Huế từng là cái trung tâm chính trị của đất nước, một cái thời kỳ hội tụ và kết tinh các cái giá trị văn hóa của dân tộc. Với vị trí địa lý lịch sử đặc biệt thì Huế là nơi có dòng y dược cung đình phát triển với trình độ cao do triều đình phong kiến tổ chức và quản lý, và là nơi đặt Thái Y Viện nhiều triều đại nổi tiếng bậc nhất là Thái Y Viện Triều Nguyễn, tồn tại 143 năm, từ năm 1802 đến năm 1945. Thái Y Viện thì mọi người biết là có cái nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe cho vua này, cho hoàng thân quốc thích, cung tần mỹ nữ và quan lại trong triều đình. Được thành lập vào năm Gia Long thứ nhất 1802 đến năm 1804 thì cơ bản được hoàn thành. Ban đầu thì Thái Y Viện được xây dựng ở phường Diễu Sinh trong kinh thành, sau dời về phía đông duyệt thị đường trong tự Cấm Thành vào năm Đồng Thánh thứ nhất, tức là năm 1886, nhà Việt Đức được chọn làm cơ sở làm việc mới của Thái Y Viện. Viện cũ sau khi xảy ra loạn lạc đã bị đốt phá, và dưới cái triều của vua Gia Long, bộ máy tổ chức của Thái Y Viện còn phải đơn giản đến năm 1820. Khi mà vua Minh Mạng lên ngôi thì cơ cấu lại cái bộ máy Thái Y Viện mới được hoàn chỉnh dần. Đứng đầu là quan chính ngự y cấp phó, có hai người quan phó ngự y. Tiếp đến là các quan y chính, quan y phó. Dưới quan y chính là quan chính y sinh và phó y ngoại khoa, có 20 người gồm y chính, phó y chính và quan y sinh. Năm 1829, niên hiệu Minh Mạng thứ 10, người đứng đầu Thái Y Viện nhận đơn là được chức viện sứ hàm chánh tứ phẩm. Rồi tới năm 1833 thì đặt thêm chức viện phán về công việc ghi chép sổ sách công văn. Cái sự tồn tại của Thái Y Viện Huế cũng là nơi quy tụ nhiều ngự y. Ngự y là thầy thuốc chữa bệnh cho vua và nội cung, và những danh y của mọi miền đất nước được triều đình lập về kinh đô thông qua việc xét hoạch và tuyển chọn. Và đây là cái ngự phương thất vị thang gia giảm và ngự phong thọ tỳ viễn gia vị do Đoàn Văn Hòa dâng vào ngày 6 tháng 11 năm Gia Long thứ 18, tức là năm 1819. Mọi người coi Thái Y Viện đây là lúc đang ở trong cái nội thành, giống như trong tự Cấm Thành luôn. Đó, rất là nhiều hình ảnh của cái Thái Y Viện, vị trí Thái Y Viện trước đây nè. Đây là ngự y Lê Quang Vị, quê ở làng Xuân Hòa, phường Hương Long, thành phố Huế. Ông là ngự y Thái Y Viện dưới triều Tây Sơn và triều Nguyễn thời Gia Long. Còn đây là cái bản tấu của thị vệ sứ và Thái Y Viện về việc không cân kiểm để bỏ nhầm vị thuốc khi dâng lên vua Tự Đức. Ngày 13 tháng 4 năm Tự Đức thứ 2, tức là năm 1849, vua Châu phê chấp phạt Thái Y Viện và thị vệ sứ. Đấy. Còn đây là người y Lê Văn Doãn, sinh năm 1873, mất năm 1947, quê làng Thanh Lam, xã Thủy Phù, Hương Thủy, thành phố Huế. Ông là tả viện phán thời Duy Tân, chánh ngự y thời Khải Định. Trinh hôm nay là buổi chiều buổi sáng em? Chiều không? Chụp hình cho anh đó. Là bình an đường nha mọi người, nên đảm trách để chăm sóc các cái bà trong tam cung lục viện khi họ đau ốm, và tọa lạc tại số 1 đường Đặng Thái Thân, phường Thuận Thành, thành phố Huế. Còn diện nguyên lại những lưu trú để tìm hiểu được Thái Y Viện như là những cái nơi cung cấp thuốc để chữa bệnh cho vua Huế, được lưu giữ. Bây giờ là khách sạn Spatel de An Nam. Đấy. Trên kia thì có một số nhà dân vẫn ở ít. Bún ăn sáng. Giờ thì khoảng giờ sáng rồi nắng. Ôi là nắng luôn. Khách sạn này sẽ ở đi thẳng ra kia là thành rồi. Thành. Những ngày diễn ra Festival Huế quốc tế này trong 2024 thì đông du khách lắm, rất đông du khách. Ở đây
hồ bơi khu vực trong cái khách sạn có Phúc. Mình có nhiều đường đi để ra. Nói dù khách sạn này sáng sớm mới chụp hình nha mọi người ha. Chung là cảnh Huế rất thanh bình. Sau 10 năm trở lại Huế thì Phúc rất là thích yên bình, mà tại vì trong thành nó chỗ này tôi trong thành cho nên là yên tĩnh hơn. Người đi vào đây là ý thức là đi nhẹ, nói khẽ, tự duyên nha mọi người. Tự duyên ăn sáng cà phê khách sạn Phúc ở đây. Sáng cảnh trí ở Huế thì rất là thanh bình và yên ả. Ăn sáng xong thì Phúc quyết định Phúc sẽ đi bộ một vòng để quay cảnh về Huế cho mọi người coi đó. Ở thành này đó, cung rồi đó. Qua thì chạy chương trình thì chưa quay được cho mọi người. Festival Huế thì chỉ diễn ra từ ngày 7 cho tới tuần lễ. Áo dài đi vô chụp hình. Mình cứ đi chụp hình. Khắp nơi mọi người đã theo dõi cái trang mạng xã hội của Phúc nha. Hẹn gặp lại mọi người ở một cái chương trình gần nhất. Hôm nay tổng duyệt lần 2, có cái gì Phúc sẽ quay tiếp cho mọi người coi nha. Đây là cầu Tràng Tiền Huế nha mọi người nha. Buổi tối đèn lên rất ư là lung linh. Cái cầu này dài bao nhiêu cây số anh hả? Cây không? Chúng ta còn 500. Đẹp hả? Cầu này là ngày xưa là xây từ xưa đúng không anh? Đúng, Pháp. Pháp xây hả? Những lời kiến trúc độc đáo quá nha. Đây sông Hương đúng không? Đúng, sông Hương. Đây là sông Hương nha mọi người. Giờ này thì tôi đã lên giường thì ngủ lâu lắm rồi. Nhưng ra đây thì khó cưỡng lại với cảnh đẹp và lãng mạn và nên thơ của Huế. Nên chúng tôi quyết định làm food tour đêm. Tôi sẽ đi khám phá những cái nét đẹp ngây thơ của Huế về đêm. Có không anh? Buổi tối có nét đẹp linh và huyền ảo. Buổi tối có nét đẹp ngây thơ không? Nếu có. À nếu có hả? Về lúc nào ngây thơ, huyền ảo, lung linh. Giá mà anh lau cái kính nó sạch đi nữa thì em quay nó đẹp hơn. Vì bắt tay là chưa lau kính nha mọi người, do tôi quay nó rất là nhòe nhòe. Nó mờ, cái kính của bác tài mờ như cuộc đời của tôi của mọi người, nó mờ quá. Đây là đâu rồi anh? Em vẫn quay lưu niệm này. 10 năm rồi đấy em mới quay trở lại Huế đó. Tây đó. Cái lần cuối cùng em ở Huế là 2014. Cũng 10 năm nhỉ? 10 năm đấy.
Chu Văn An đường.